Nam Ly, Hồng Hạnh xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hát Tán Dương, kính mừng Vu Lan và phát Bồ Đề tâm nguyện. Yeah! Kính thưa quý vị, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, hiếu là gốc của đạo. Nếu không thành tựu được hiếu thuận thì chẳng thể nào đặt chân vào dòng thánh, huống chi là thành tựu vô thượng Bồ Đề. Cho nên dù ở thời đại nào, đạo hiếu vẫn luôn được đề cao và coi trọng. Tiếp tục hướng về lễ Vu Lan báo hiếu và phát Bồ Đề tâm nguyện ngày 8 tháng 7 năm Giáp Thìn. Hôm nay là ngày thứ hai, các Phật tử phát nguyện cùng nhau dâng những lời ca, tiếng hát kính mừng Vu Lan và tán dương tâm Bồ Đề. Hôm nay, xin mời quý Phật tử và nhân dân cùng hát theo ba ca khúc: 1. Vu Lan báo hiếu thâm ân; 2. Mẹ cả một trời bình yên; 3. Vì hạnh phúc chúng sinh hãy phát tâm Bồ Đề. Và bây giờ, chương trình xin phép được bắt đầu! Thank you.
hồng nắng lên phai cầm ô, học xong rồi về nhà mới thật là con ngoan. Con yêu mẹ ơi, khi con thơ con đâu có hiểu, khi con thơ con thật dại khờ. Kìa trái ôi xanh, kìa cấm canh đã nguội, lời mẹ thúc giục con giận hờn lặng ngơ. Những cơn mưa hè về non lá mẹ vui che, ôm mắt tuổi thơ đông mẹ gánh con cả trời thu. Phải cầm ô, học xong rồi về nhà mới thật là con ngoan. Con yêu, những cơn mưa hè về non lá mẹ vội che, ôm mắt tuổi thơ đông mẹ gánh con cả trời thu. Dài bước con mệt mỏi bao ngã rẽ cuộc đời, chợt bóng hình mẹ yêu cả một trời bình yên. Thank you.
tất cả, hy sinh cũng vất vả, không nghĩ gì cho riêng mình. Kìa thay chúng sinh khổ, tâm Bồ Đề tháo thân, nguyện giác ngộ chúng sinh. Trong tay dù say men danh vọng rồi cũng sẽ đau khổ, bởi vô thường cướp đi hạnh phúc cũng chia ly, vô oan sẽ đấu tranh hạnh phúc thần mong chết ở đây, tái sinh vào kiếp kia, mãi mãi chịu chia lìa, mãi mãi chịu khổ đau. Xin đại chúng hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để tùy hỷ và tán thán các tiết mục tán dương vô cùng ý nghĩa vừa rồi. Sự tán thán này sẽ phát sinh phúc báo, an lạc đến cho chính các Phật tử như lời Đức Phật đã dạy. Công đức tán dương này, quý Phật tử có thể hồi hướng cho các thiện cầu sớm được thành tựu, tâm tri ân và hiếu hạnh sớm được vun bồi, Bồ Đề tâm thêm kiên cố và thuận duyên tu tập, phần sự trong công hạnh Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Và mong rằng mỗi chúng ta hãy luôn ghi nhớ công ơn sâu nặng của cha mẹ, thể hiện lòng biết ơn bằng những hành động thiết thực, không chỉ trong những dịp đặc biệt mà còn trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Hãy biết sống tri ân để đền đáp những hy sinh mà cha mẹ đã dành cho chúng ta. Và nguyện mong chính pháp của Phật sẽ trụ lâu dài ở thế gian, các quý Phật tử sẽ ngày càng phát khởi và tăng trưởng được niềm tin chân thật, kiên cố đối với tâm Bồ Đề cao quý, để đầy đủ nhân duyên, dũng mãnh phát Bồ Đề tâm vào ngày 8 tháng 7 năm Giáp Thìn tới đây. Và quý vị thân mến, để tương tục và tăng trưởng các công đức, kính mời quý Phật tử nhân dân tiếp tục hướng tâm tham dự chương trình vào lúc 20:30 ngày 7 tháng 7 năm Giáp Thìn, tức ngày 10 tháng 8 năm 2024, theo video được phát trên các kênh YouTube Chùa Ba Vàng, fanpage Câu lạc bộ Quốc Vàng Tập Tu Lục Hòa. Đặc biệt, vào ngày 8 tháng 7 năm Giáp Thìn, kính mời quý Phật tử và các bạn về Chùa Ba Vàng tham dự lễ Vu Lan Báo Hiếu và lễ phát Bồ Đề Tâm Nguyện. Còn bây giờ, xin chào và...